Tối ngày 31 tháng 12 năm 2020, thời điểm cuối cùng chuyển giao năm cũ và năm mới, tại thủ đô Hà Nội và khắp mọi nơi trên đất nước, nhiều người đã ra đường tận hưởng không khí của thời khắc linh thiêng, kỳ vọng một năm mới nhiều may mắn, thành công về mọi mặt. Hàng chục ngàn người dân từ khắp nơi, trong đó có cả những người ở nước ngoài đã đổ về các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, tham gia những chương trình chào đón năm mới 2021. Năm vừa qua là một năm khó khăn khi Việt Nam cũng như thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Dù còn không ít những khó khăn, thách thức, nhưng người dân Hà Nội tin tưởng thành phố sẽ vượt qua và vươn lên. Đón năm mới, người dân trên khắp cả nước mang theo sự tin tưởng và niềm vui cho một tương lai tốt đẹp hơn. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Live Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân và du khách đón năm mới trong tâm thế vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn vui chơi, đón năm mới. Em thấy không khí Tết hôm nay khá là vui vẻ. Mọi người thì khá là đông đủ, thì chắc có vẻ là họ khá là yên tâm với đất nước kìa. Thì dịch COVID thì Việt Nam mình đã kiểu phòng chống khá là tốt và khiến cho người dân mình yên tâm. Thì mình có thể nhìn nhận là xung quanh đang rất là đông ạ. Sáng năm mới em mong gia đình em được nhiều sức khỏe hơn, giàu hơn, với cả công việc nó phát đạt hơn các kiểu thôi. Thời khắc sang năm mới 2021, gương mặt của mỗi người đều ánh lên niềm hân hoan, tự hào. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là trái tim của người Hà Nội, tiếng cười nói rộn rã, mong chờ một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Đúng một phút trước khi đồng hồ điểm 0 giờ, tại nhiều điểm vui chơi, các hoạt động đều dừng lại, thay vào đó là màn đếm ngược năm mới. Người dân đón năm mới trong an bình, ấm áp và tràn ngập niềm vui cùng những kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp. Kết thúc năm 2020 đầy cảm xúc, người dân trên mọi miền Tổ quốc đang gửi về những ước nguyện cho một năm mới thịnh vượng, hạnh phúc.